Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí ẩn đằng sau ý đồ triệt hạ Phạm Bình Minh, sự thật từ người cha quá cố. Phạm Bình Minh chính là hạt giống đỏ, điều mà ai cũng đã biết. Tuy nhiên, khi Phạm Bình Minh mấp mé và tứ trụ thì lập tức có bàn tay đè xuống, phải cản cho bằng được ông Phạm Bình Minh bước vào đây. Đã nhiều năm qua, Phạm Bình Minh đã làm khác người cha của ông rất nhiều. Ông chiều chuộng Bắc Kinh và cả những động thái lâu nay được cho là khôn ngoan, không theo phe này để đánh phe kia, nhưng ông vẫn không thoát. Và đấy là lý do tại sao lại như vậy. Cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 đã quyết xong, chỉ là không công bố công khai mà thôi. Chứ số phận chính trị của Phạm Bình Minh xem như đã được định đoạt. Hết nhiệm kỳ này, Phạm Bình Minh phải về vườn. Việc còn lại là liệu ông Phạm Bình Minh về vườn có êm thấm hay sóng gió ập đến, làm ông phải vào tù hay không mà thôi. Ông có bị vào tù hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố ông là có ngoan ngoãn, vâng lời hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch đã giúp Phạm Bình Minh thăng tiến vì ông Phạm Bình Minh là con của ông. Các vị trí dễ vào tứ trụ nhất hiện nay là thứ nhất là Phó Thủ tướng Thường trực, thứ nhì là Thường trực Ban Bí thư, thứ ba là Bí thư Thành ủy Hà Nội, thứ tư là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay nếu không bị cản đường thì nhiệm kỳ sau ghế thủ tướng hoặc một trong các ghế còn lại sẽ thuộc về ông Phạm Bình Minh. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Bình Minh bị ngăn cản đến như thế? Phải chăng vì lý lịch người cha? Nói như thế nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực sự là đúng như vậy. Chính nhờ lý lịch mà ông Phạm Bình Minh tiến thân như vũ bão lên đến chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng cũng chính vì lý lịch mà ông bị ngăn cản ngay trước cửa bước vào ngôi đền dành cho tứ trụ. Cha của Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Quốc hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô năm 1990. Phụ thuộc Trung Quốc là thực tế lịch sử đã ghi nhận từ năm 1990 cho đến nay, chứ nội dung hiệp ước Thành Đô đến nay vẫn là bí mật với người dân cả nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Tuy những lãnh đạo thời đó làm mất lòng dân về vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Cơ Thạch lại có được điểm sáng đáng ghi nhận, đó là ông không ủng hộ việc ký kết hiệp ước Thành Đô. Theo cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam ông Nguyễn Trọng Vĩnh, thì việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô năm 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước. Được biết lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã phản đối một số nội dung về thỏa thuận Thành Đô năm 1990 mà ông cho là nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề Campuchia. Trước ngày họp kín Bộ Chính trị 14 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Bình Minh đã có chuyến đi Trung Quốc tìm sự ủng hộ nhưng bất thành. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, vì người cha chống Trung Quốc mà phía Trung Quốc cũng có ý định không muốn hỗ trợ Phạm Bình Minh trong vấn đề củng cố quyền lực. Bởi nhóm đang mạnh ở Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt những gì Bắc Kinh mong đợi. Chấp nhận ủng hộ một Phạm Bình Minh là chấp nhận sự rủi ro của người Cộng sản ở đâu cũng như vậy. Họ rất trọng lý lịch, dù cho cá nhân có nỗ lực đến đâu cũng không vượt qua được lý lịch gia đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là đang cố ngăn cản Phạm Bình Minh vào tứ trụ. Theo thông tin được tiết lộ, vụ Tổng cục lãnh sự chỉ là cái cớ để ông Tổng ra lệnh triệt hạ Phạm Bình Minh, chặn Phạm Bình Minh vào tứ trụ. Bởi vụ tổng lãnh sự phụ thuộc vào phạm vi trách nhiệm của ông Bùi Thanh Sơn nhiều hơn, nhưng tội của ông Sơn lại bị phớt lờ. Ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà triệt. Có lẽ Phạm Bình Minh cũng nên hài lòng, không nên làm căng. Làm căng hậu quả rất khó lường. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đập Việt Nam Airlines, quật Nguyễn Văn Thể, Phạm Bình Minh có thể chọc gốc. Để quật ông Chủ tịch và ông Thủ tướng, ông Tổng đã khui vụ Việt Á. Giờ để quật Nguyễn Văn Thể và Phạm Bình Minh thì Vietnam Airlines là cái tên mà bên trên đang nhắm xuống.
vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu liên quan đến Vietnam Airlines. Vietnam Airlines chính là doanh nghiệp yếu kém, rất nhiều năm liền thua lỗ liên tục. Doanh nghiệp này là doanh nghiệp cổ phần, nhưng phần cổ phần vốn nhà nước là trên 50%, nên thực tế tỷ lệ vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là 86,19%. Nó là doanh nghiệp nhà nước. Đơn vị góp vốn cổ phần Vietnam Airlines là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nếu khui ra sai phạm của Vietnam Airlines là khui ra sai phạm của đơn vị quản lý doanh nghiệp này. Như vậy mới có lý do để bứng ông Nguyễn Văn Thể khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đây là hình ảnh Vietnam Airlines chính là một ổ sai phạm thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Vào ngày 21 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt hành chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức là Vietnam Airlines, mã chứng khoán là HVN, tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, cơ quan quản lý phạt Vietnam Airlines 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các tài liệu chậm trễ gồm báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý 1 năm 2022, thông tin về việc thoái vốn tại hãng hàng không Cambodia Angkor Airlines từ công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết nữa. Bên cạnh đó, do không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên của hội đồng quản trị độc lập, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Vietnam Airlines đã có 7 thành viên hội đồng quản trị, trong đó chỉ có một thành viên hội đồng quản trị độc lập. Đây là số tiền rất nhỏ so với quy mô vốn của Vietnam Airlines, tuy nhiên nó cho thấy doanh nghiệp đây làm ăn rất kém. Đấy mới thấy là vấn đề. Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp này khó mà thoát tội nếu chính quyền đào sâu vấn đề sai phạm diễn ra rất lâu từ Vietnam Airlines cho đến nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể không thể thoát vụ tiêu cực chuyến bay giải cứu được. Sai phạm của Vietnam Airlines là nhắm đến Bộ Giao thông Vận tải, nhưng sai phạm vụ chuyến bay giải cứu thì sự việc không chỉ gói gọn bên trong nội bộ của Bộ Giao thông Vận tải mà còn có Bộ Ngoại giao. Được biết, ông Phạm Bình Minh cũng sẽ bị kỷ luật vì liên quan đến nhân viên đại sứ quán đã gom gà cho Vietnam Airlines giải cứu để trục lợi, tức là gom những cái người dân khốn khổ phải mua giá vé rất cao để có thể bay về Việt Nam giữa đại dịch. Với 2.000 chuyến bay và tổng số tiền trục lợi lên đến 4.000 tỷ đồng, ông Tổng đang cho Bộ Công an khui ra việc phân bổ lợi ích ở Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải về những phi vụ này. Với ông Nguyễn Văn Thể thì xem như mất chức, tuy nhiên với Phạm Bình Minh thì đến nay vẫn chưa rõ ông này có mất chức hay không, hay là chỉ cảnh báo nhẹ mà thôi. Trước mắt, tại cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 vừa qua thì ông Phạm Bình Minh sẽ bị cảnh cáo nhưng vẫn giữ được chức vụ. Đấy là những gì được quyết. Tuy nhiên, theo ý kiến của giới thạo tin cho rằng tương lai của ông Phạm Bình Minh không có gì được đảm bảo. Cũng theo thông tin được tiết lộ thì ông Tổng Bí Thư đang có dự định nếu có tình tiết mới về chuyến bay giải cứu thì ông Phạm Bình Minh vẫn có thể bay chức chứ không phải ở mức độ cảnh cáo như hiện nay. Và sở dĩ ông Tổng chỉ dự trù cảnh cáo ông Phó Thủ tướng thường trực là vì lúc đó chưa đủ bằng chứng ông này có ăn chia số tiền 4.000 tỷ đồng của các chuyến bay giải cứu hay không. Đây là hình ảnh số phận Phạm Bình Minh phụ thuộc vào kết quả điều tra của Tô Lâm. Vụ án chuyến bay giải cứu vẫn được ông Tô Lâm cho điều tra các quan chức ở Cục Lãnh sự. Nếu không có bằng chứng cục này chi cho ông Phạm Bình Minh thì ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ bị ghép tội thiếu trách nhiệm. Còn nhẹ hay không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ cảnh cáo về mặt đảng rồi để ông Phó Thủ tướng thường trực ngồi ghế đến hết nhiệm kỳ. Nhưng nếu ông Tô Lâm khui được bằng chứng các quan chức này chuyển tiền lên cho ông Phạm Bình Minh thì ông Phó Thủ tướng thường trực sẽ bị kết tội nhận hối lộ và có khả năng bị khai trừ ra khỏi đảng và bị khởi tố rồi sau đó ngồi tù nhiều năm. Hiện nay hồ sơ điều tra vẫn còn đang trong vòng bí mật. Số phận của ông Phạm Bình Minh thế nào tùy thuộc vào hồ sơ này.